Xin chào, chào mừng quý khách đã quay lại trên kênh Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Hướng Mai xin được gửi lời biết ơn, lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách. Kính chúc quý khách luôn an vui, hòa hợp, bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng thành công. Hôm nay Hướng Mai xin được giới thiệu một chiếc sập bằng gỗ cẩm nai vừa xong. Chiếc sập này rất là đẹp, được chọn được cái vân. Vân của chiếc sập vô cùng là đẹp, rất là nhiều vân. Và kích thước của sập này thì nó to, nó dài 2,36 m và rộng 1,97 m. Những cái khác mà loại to nhất nó chỉ là 1,82 m thôi. Còn cái này là 1,97 m, chiều rộng, chiều dài là 2,36 m. Và cái này thì được làm bằng vân rất là đẹp, cao 61 phân. Vân của nó vô cùng là đẹp và nhẵn. Giống như là những cái sập một tấm mà người ta bán rất là nhiều tiền đấy, thì cái sập này nó cái vân của nó đẹp như vậy, mà vì là làm sập cho nên là giá cả của nó cũng rất là hợp lý. Đây là một trong những cái sập mà vừa xong ngày hôm nay mà Hướng Mai thấy nó vô cùng là đẹp, rất là chất lượng. Cái nền gỗ, đặc biệt là cái tông gỗ của nó mềm mịn và rất là mượt, khi mà sờ vào cảm giác rất là dễ chịu, thoải mái. Đặc biệt là những cái vân của cái sập này thì nó vô cùng là giá trị, để lâu thì có giá, dùng mãi thì không hỏng, mà sử dụng thì tốt cho sức khỏe con người. Cái sập là một trong những cái mà ngày xưa các cụ rất là hay dùng, nó để trong phòng khách, để trong phòng thờ, rồi đặt để vào trong nhà. Có những ngày xưa họ còn làm cả gỗ trong phòng ngủ nữa. Bây giờ thì sẽ thường là để phòng khách, phòng thờ, hay là những cái phòng mà thỉnh thoảng gia đình có quây quần bên nhau. Thì đây là một trong những cái sập rất là đẹp, kích thước cũng to nữa. Nếu mà nhà quý khách có những cái không gian thật là to, thật là đẹp, thì đây là một trong những cái mà muốn vẫn sử dụng sập, thì đây là một trong những cái sập mà quý để quý khách có thể lựa chọn. Hiện tại thì chiếc sập này đang được để tầng 9 Hướng Mai Center, với vân rất là đẹp và kiểu dáng màu sắc thì vô cùng là tuyệt vời. Màu của nó là màu hạt dẻ, và những cái gỗ này bây giờ nó không có còn nữa. Gỗ cẩm nai rất là ít, bây giờ chỉ còn gỗ cẩm nai cứng thôi. Gỗ cẩm nai này thì không thể nhập về nữa, nên là rất là hiếm để mà Hướng Mai giới thiệu. Thì đều là những cái gỗ để rất lâu rồi, gỗ vô cùng là khô rồi, rất là đẹp. Và hôm nay với một chiếc sập đẹp như vậy, Hướng Mai xin giới thiệu với quý khách và kính chúc toàn thể gia đình quý khách luôn luôn có được nhiều cái điều tốt đẹp trong cuộc sống, mạnh khỏe, an vui và gặp nhiều điều may mắn, tốt lành, thịnh vượng. Hướng Mai xin được trân trọng biết ơn quý khách. Nếu mà quan tâm thì hãy đến với số 1 Hướng Mai Center ở khu 9 tầng Hướng Mai Center, ngã tư đèn xanh đèn đỏ, và số điện thoại là 0972 514 668 và 0912 298 044. Quý khách cũng có thể là đến tận nơi hoặc là gọi điện để tư vấn 0912298044. Và quý khách thấy các video của Hướng Mai hữu ích thì hãy like, comment và chia sẻ. Xin được trân trọng biết ơn tới toàn thể gia đình quý khách. Kết thúc một video thì Hướng Mai xin đọc một bài thơ để tặng quý khách là Chu Tâm độc thế tựa mà hay, thành bại hơn thua bởi chữ này, tuổi trẻ gắng tu, già cố giữ, cuộc đời gắn chọn cả vào đây. Có tu tâm thì mới tu được nghiệp, tâm có sáng thì nghiệp mới thành. Chúc quý khách với một chữ tâm luôn luôn có ở trong tâm hồn cũng như là trái tim trong cuộc sống, để cuộc đời của quý khách luôn luôn là hạnh phúc, an nhiên, tự tại, thong dong. Xin được trân trọng biết ơn. Xin chào, xin cảm ơn.